Dạ, em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên clip đồ nghề nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em, các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui làm gửi phí vận chuyển ạ. Em tên Nương, số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Rồi em vô cái mã số 1 luôn nha. Mã số 1 là em có cái kéo này nha các anh chị. Cái kéo này là dạng như rèn thủ công thôi nha. Rèn thủ công thôi chứ không có chữ mộc gì hết nè. Thì cái lưỡi của nó như vậy hả? Đó, nó có thôi tròn. Cái này thì em cũng vệ sinh mài rồi, cũng ok rồi nha các anh chị, cũng vệ sinh rồi làm sạch sẽ rồi đó. Cán tay cầm thì cái cây này nè, nó mắc cái dây do ha, các anh chị về mình làm lại để mình trầm vô cho nó khỏi có bung bung ra như vậy đó. Thì hình thức lưỡi của nó cũng sắc ngọt lắm nha các anh chị. Đây nè, lưỡi của nó như vậy nè, rèn thủ công không có chữ mọc mí gì hết nha. Lưỡi rồi cũng còn ok. Thì cái phần lưỡi này, chiều dài lưỡi của nó là 4 sen nha các anh chị, còn chiều dài nguyên cây là 21. Rồi mã số 1 đã 2,5 rồi ta, mắc từ giá rồi. Mã số 1 250.000 nha các anh chị, từ giá nó rớt ra mất tiêu rồi. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một cái cây kéo, quen cây kìm của Canibet này. Cái cây này á, cái đầu của nó còn mới dữ lắm luôn nha. Canibet này, đầu mới dữ lắm. Có cái lưỡi của nó này, răng đồ cũng còn ok hết á. Còn cái lưỡi của nó còn ngon lành luôn, không có hở gì hết. Cây này Canibet, cây này chiều dài của nó là 18. Cái cắn của nó này thì nó cũng có những cái vết cắn như vậy nha các chị. Đó, vết cắn như vậy. Đây ở dưới đuôi cũng có trài trài chút xíu qua cái vỏ nhựa nha. Nhưng mà cái cắn của nó cũng còn mới đẹp. Canibet. Cắt mấy cái dài piano rồi được luôn này. Đó. Đây, em cắt thử dây điện các chị mình xem. Cắt ngọt ngay hả? Đó, ngọt ngay. Trời, cây này mã số 2, 250 luôn. Tiếp theo là mã số 3 nha các anh chị. Mã số 1, 250. Mã số 3 là một cái cây kìm này của Furiya nha các anh chị. Cây này thì cắn tay cầm đồ còn ngon lành, không có rách ha. Cây này đầu đồ cũng còn đẹp, răng đồ cũng còn đẹp luôn nha các anh chị. Lưỡi cắt khí thông hở. Cây này hình thức của nó, chiều dài của nó là 19 nha các anh chị. Cây này em cắt thử các anh chị mình xem. Đó, cắt ngọt ngay. Rồi, cây này hình thức của nó, chiều dài 19, cắt đồ lưỡi đồ còn đẹp ha, cắn đồ không rách. Rồi mã số 3, 107. Tiếp theo là mã số 4 là một cái cây kìm này của Lutter nha các chị. Chiều dài của nó là 175mm này. Thì khi người ta để hình thức của nó này, đó, nó cũng là 18,5 cm nha các chị. Đó, chiều dài của nó này. Nậu cái đầu tay cầm được không là 175mm. Hình thức của nó là Lutter. Cắn này không có rách nha các anh chị. Cái cắn màu này người ta làm những cái văn này nè, cho các anh chị mình cầm nó không có trợt thôi. Cái hình thức của nó là như vậy nha. Đó, nó không phải là nó cắn rách gì nha các anh chị. Còn cái cắn của nó cũng còn đẹp lắm luôn này, không có rách gì hết. Mấy loại Lutter mình xài bền nữa. Đó, răng rồi còn đẹp luôn nha. Lưỡi cắt khít không hở. Cái này em cắt thử dây điện cho các anh chị mình xem luôn. Cắt ngọt ngay á. Rồi, cây này chiều dài của nó là 17 năm. Mã số 4, 160.000. Đâu rồi. Tiếp theo là mã số 5 nha. Mã số 5 là một cái cây kìm này của cây ba nha các chị. Cây kìm cắt kẽm được, cắt bonsai được. Các chị mình cắt kẽm bonsai được hả? Cây ba lưỡi của nó này. Thì cái lưỡi của nó hình thức á, ở bên trong nó hơi hở như vậy nha. Bên ngoài cũng còn ok. Em cắt thử dây điện các chị mình xem này. Cắt ngọt ngay luôn ha. Để các chị mình đây kìm cắt kẽm nè, các chị mình cắt bonsai rồi. Cắt ngọt lắm. Cái này chiều dài của nó là 18 nha các chị. Đó, cái lưỡi dài thế kia. Nó hở hở vậy thôi chứ cắt ngọt ngay mà các chị cắt kẽm là ok luôn. Cái này là cái thân của nó này. Rồi mã số 5 nha các chị, 180.000. Mã số 5. 180. Các dây điện, các kẽm đồ ngon hết. Trời, mã số 5, 108. Tiếp theo là mã số 6 là một cái cây kìm này của Furiya ha. Cây này thì người ta khắc laser thôi. Đó, cán tay cầm đồ còn ok, không có rách.
Cái này chiều dài của nó là 16 hả? Đó, lưỡi đồ còn ngon lành nha, lưỡi cắt ngọt lắm nha các chị. Đó. Lưỡi đồ còn ngon lành nè. Cán tay cầm đồ còn ok ra. Mã số 86 nha các chị, 80.000. Tiếp theo là mã số 7, là cái kim này cũng của Furiya này. Mã loại này vỏ dài nha các chị, vỏ dài này, Furiya này, lưỡi dài luôn ha. Lưỡi bự lắm, đầu bự ha. Cái này thì hình thức của nó này, chiều dài của nó là 15 nha các chị, lưỡi cán không có rách này, lưỡi nó cũng còn ok nha các chị. Cái này bén lắm. Các anh chị mình mua về mình cắt kẽm bonsai rồi là số 1 luôn. Rồi mã số 7 nha, 130.000. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cái con dao, có cái cây kéo này của đất Germany nha các anh chị. Hai ông lực sĩ này, răng rồi cũng còn đẹp á. Cái này là răng chống trượt nha các anh chị. Đó. Bên này cũng vậy nè. Cắt ngọt hả? Cắt giải cũng đứt. Cắt giải cũng đứt còn ngay à. Rồi cái này cái bếp ha các chị, cái bếp này, cái của đất nè. Cái này để hình thức cho các chị mình xem nè. Đó, hình thức của nó như vậy. Inox của Germany. Nó hơi chạy chạy cái lớp sơn chút xíu thôi nha các chị, nhưng mà lưỡi đồ còn ok, hoạt động đồ còn ngon lành hết. Rồi mã số 8, 170.000. Tiếp theo là mã số 9 nha. Mã số 9 là một cái con dao này, dao cạo nha các chị. Con này thì về các chị mình mài á, bây giờ thì nó vẫn bén à. Cái phần này thì nó hơi đen đen thôi chứ còn bén lắm nha. Đó, con này dao Nhật ha các chị. Đó. Hình thức của nó đây. Để mài. Con này dao gấp như vậy nha. Cán được còn ngon lành, không có bể, không có gì hết á. Đây nó có chữ như vậy. Kêu cu bốc kìa. Rồi cái này dao cạo mã số 9, 120.000. Tiếp theo là mã số 10 nha. Mã số 10 là một cái cây vít lực này nha các chị. Cây vít lực này thì của Tonichi, lực Made in Japan. Lực của nó là 50kg F trên cm nha các chị. Đó, hình thức của nó này, hoạt động được ok nha. Thì em để cái lực nhỏ nhất này, em để cái lực số 10 thôi. Tại vì em không có tay, em không có bẻ nổi ha. Thì em để cái lực số 10 này. Đó, 10 này. Em bẻ cái này cho các chị mình xem. Cái này là mình xài mũi 6.35 nha các chị. Nó cứng thế. Đây mình rút cái mũi ra. Đó, mình rút cái mũi ra em. Để cái lục giác này vô, lục giác 6 này vô. Thì mình sẽ dặn này. Đó, ha. Đó, dặn vô. Thì cái lực nó số 10 là nó nhảy ha. Đây, số 10. Này nó nhẹ quá, em quay tới 20 đi. À, tới 20 nè. Đó. Tới này là tới bao nhiêu? Chưa tới 30, tới 25 à. Đó, nặng lần rồi. Đó. Đó. Rồi thì cái này nó như vậy nha. Khi các anh chị mình qua vô á, nó tới cửa 45 là nó hơi cứng nha các anh chị. Nó hơi cứng thì cái này nó ép cái lò xo xuống này thì nó sẽ cứng nha. Cái tay em không có dặn nổi nha, em phụ nữ không có dặn nổi, mấy anh tay nam thì dặn nổi nha các anh chị. Đó, em sẽ dặn vô này. Ở khi mà nó lực nó xuống, nó ép cái đây. Cái lò xo thì nó sẽ nặng á. Em quay vô này. Đó. Hình thức của nó nha. Các anh chị mình quay nổi rồi mình quay ngon lành nha, tại em không có. Ok. Nếu mà ái thì mình siết bằng cái này. Siết nhẹ, mình lấy cái cây ti tròn mình để vô đó mình siết nhẹ. Lên là nó lên thôi. Thì cây này mình xài mũi 6.35 nha các chị, em giục cái mũi đâu rồi. Đây cái mũi mình xài 6.35 ly. Các anh chị nào có cái mũi nào thì các anh chị mình để vô. Hoạt động được ok hết. Made in Japan. Còn tem này luôn.
Rồi cây này mã số, mã số 10. Rớt mẹ mới rớt. Mã số 10 350 nha các anh chị. Cái này em để cái mũi vít này, mũi vít trừ 6 hả. Đó. Cái này là mã số 10 350. Lực này mạnh lắm nha. Còn mã số 11 này. Cây này là nó cái khóa này luôn nha các chị, nó không có cái khóa nha. Còn cái cây này là mã số 11 này. Nó một cái có cái khóa nhựa nha, mà cái khóa nhựa nó không có còn nữa nha các chị. Đó, nó có một cái vòng tròn bằng nhựa nè. Cây này thì hình thức của nó này. Đây. Cũng của Tonichi Made in Japan, lực của nó làm cái này là lực là 260 cn newton gì trên mét nha các anh chị. Thì cái này lực nhẹ hơn á, em thử rồi em thấy nó nhẹ hơn này. Đây, quay vô như vậy hả. Đây quay vô tới cái này là mấy anh chị mình mạnh tay á, mấy anh mạnh tay là quay được hết nha. Em quay cũng được, càng ngày thì nó vô nó sẽ ép cái lò xo xuống nó sẽ cứng hả. Còn mình muốn cái này bự quá. Đây. Đó, muốn. Xiết vô, mình muốn mạnh thì mình xiết vô. Rồi cái này em thử. Đó, lật ngã hết nha. Lật nhẹ nha các anh chị. À, em xiết vô chưa? Xiết rồi hoạt động ok ha. Rồi cây này hình thức của nó này còn đẹp lắm luôn nha. Mã. Rồi cái này là của Tonichi Made in Japan, đầu rồi còn mới tinh luôn. Cái này thì em để vô dương 2 cho các anh chị mình xài. Đó. Cái cây này chiều dài của nó cái cán không là 15 nha các anh chị. Rồi mã số 11 207. Tiếp theo là mã 12 là một cái căn này. Cái căn này mình căn được 7 kg ha. À, 7 kg. Căn 7 kg ha, còn ok nha, chỗ này nó hơi mớp nhẹ chút xíu thôi chứ còn căn được còn ngon lành hết ha, kéo. Tay cầm được còn đẹp luôn này. Trời căn này căn 7 kg hoạt động được ok ha. Mã số. Mã số 12 130 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 13. Là một cái cờ lê này, cái cờ mỏ lết răng này của ARM Made in Japan. Thì cái loại này cái miệng của nó mở rộng dữ lắm nha. Đây thì hình thức của nó này, hoạt động ngon lành hết. Cái này nó chỉ có một cái là nó hơi tráp xi nhẹ nhẹ thôi chứ còn đẹp hết nha các anh chị, không có bị gì hết á. Cái này cái miệng của nó mở rộng là 3,5 cm để hình thức như vậy. Đó, răng ngầm được còn đẹp hết. Đây, em quay vô. Rồi mã số 13 nha các chị, 150.000. Cái này nó chỉ taxi thôi chứ còn ngoài ra nó còn mới tinh nè. Rồi mã 13 150. Tiếp theo là mã 14 là một cái cây cờ lê này của Canon nha các chị. Nó có số 22, lực là 420 kg F trên cm nè. Đó, miệng của nó còn đẹp lắm nha. Chỗ này nó hơi đen nhẹ chút thiệt chứ miệng còn đẹp nha các chị, của Tonichi. Cái này cờ lê cho mấy anh chị làm điện lạnh rồi, chiều dài của nó là 25 nha. Số 22 của Tonichi. Rồi mã số 14 300. Tiếp theo là mã 15 là một cây búa này. Cây búa này nặng của nó là 450g nha các anh chị, 450g luôn, luôn cán là 550g của SK11. Đầu búa này, đầu búa còn mới đẹp lắm nha. Có một cái là nó hơi vàng vàng một xíu do hàng bãi thôi nha các chị, chứ đầu búa này còn văng rồi còn đẹp lắm. Cây này nặng là luôn cán là 550g, chiều dài của nó là 30 nha các chị, còn đường kính đóng này là 2,7 cm ha. Ra mã số 15 170.000. Tiếp theo là mã 16 là cái cặp cảo mini này. Cái cặp này nhỏ xíu à. À, em để trên lòng bàn tay này nè các chị, mình làm việc nhỏ thôi nha. Cặp này là của Luster con tôm luôn á. Chiều dài của nó, miệng của nó là có 25 thôi nha các anh chị, 25mm thôi. Đó. Còn mới hoạt động ok luôn, còn đẹp lắm luôn, không có bị gì hết. Răng ngầm được còn ngon lành. Rồi mã 16 130.
Tiếp theo là mã 17 là cái đầu chuyển này nha các anh chị. Đầu chuyển này từ 3/8 mà lên 1/2 nha các anh chị. 3/8 lên 1/2. Còn đẹp luôn, cái này là hiệu của nó là Tone. Tone ha. À quên, hiệu KTC nhé. KTC nha các anh chị, còn mới tên luôn. Rồi mã 17 80.000. Tiếp theo là mã 18. Là một cái lắc léo này của KTC luôn. Đây 12.7mm là 1/2. KTC cũng còn đẹp lắm. Lắc léo 1/2 của KTC rồi mã 18 100. Tiếp theo là mã 19 là một cái cây cờ lê này số 30 của Tớp nha các anh chị. Của Tớp Made in Japan. Còn mới tên luôn á, chỉ có hơi dưa dưa chút xíu thôi. Đó, còn mới đẹp lắm luôn. Cái này thì hình thức của nó là miệng vòng 30 nha các anh chị. Một đầu miệng và một đầu vòng. Chiều dài của nó là 39. Rồi mã 19 200. Tiếp theo là mã 20. Mã 20 là em có 4 cái cờ lê này, có hệ in nha các chị, hệ in nè. Đó, 4 cái cờ lê này mới chưa sử dụng luôn, hệ in nha các chị. Nó có số nè là 7/8, 3/4, 11/16 và cái số nhỏ này là 3/8 nha các chị. 3/8 thì tương đương với 10 nè. Cái này tương đương với lại 17, 19 nè, 22 nè. Đó thì các anh chị mình cần những cái số hệ in nha, các anh chị mình chốt nha. Tại vì cái này đẹp lắm luôn nè. Rồi 4 cây này là mã số 20 nha các anh chị, 200. Mới tin chưa có sử dụng luôn á. Rồi tiếp theo là mã 10. Mã 21 là một cái cần tự động này nha các anh chị. Cái cần này cái đầu của nó như vậy hả, hoạt động ngon lành hết nha. Đó, đầu vuông như vậy luôn, hoạt động ngon lành của Tone. 3/8 nha các chị, để mình gắn đầu 3/8. Chiều dài của nó là 19. Tone Japan. Rồi mã 21 106. Tiếp theo là mã 22 là một cái tay nối của Tone luôn. Là tay nối này là 1/2 nha các chị, 1/2, chiều dài của nó là 15 cm. Logo nội địa Nhật, đầu bi đồ còn đẹp. Rồi mã 22 100. Tiếp theo là mã 23 là một cái lúc lắc. Cái lúc lắc này 1/4 nha các chị. Lúc lắc này 1/4 này. Đầu đồ còn ngon lành hết, 1/4 của Tone Japan. Cái phần tay cầm đồ còn đẹp hết, đầu đồ cũng còn ngon lành luôn á. Đó. Đầu này đầu lúc lắc 1/4 6.35. Chiều dài của nó là 15 nha các chị, mã 23 100. Tiếp theo là mã 24 là hai cái đầu lúc lắc này nha các chị, của KTC. KTC ít thấy lắm này, KTC nha các chị. Đó, Japan. Đầu này là đầu 17 nè. Mới tin nha các chị, còn mới dữ lắm luôn, 17 nè. Còn đầu này là đầu 19 nha, lúc lắc 17 19 nha các chị, còn đẹp lắm luôn nè. Cái này là chiều dài của nó nè, 17 19 mới tin chưa có trài xước gì hết. Chiều dài của nó là 25 nha các chị. Không có trài xước gì hết. Rồi mã số 24 200. Tiếp theo là mã 25 là cái cờ lê này. Một đầu của xét nha các anh chị, xét. Thì cái đầu này là số 10. Một đầu 10 lúc lắc luôn nha các chị, hai đầu, một đầu chìa khóa miệng và một đầu vòng. Chiều dài của nó là 18. Xét số 10. Đó, đầu rồi còn đẹp lắm nha, không có bị chóp sơn chóp xi gì nha các anh chị. Rồi mã 25 100. Tiếp theo là mã 26 là một cái cờ lê này. Cái cờ lê này mở đa năng nha các chị. Một bên này là nó mở từ được 10 tới 16 á. Mở từ ốc 10 tới 16 này, răng đồ cũng còn đẹp nha các chị. Bên này là nó mở từ 16 tới 22. Từ 17 tới 22 nha các chị, từ 17 tới 22. Nó có hơi trầy trầy chút thôi. Răng đồ còn đẹp lắm luôn. Cái này thì như một cái bộ cờ lê từ 10 cho tới 22 luôn nha các chị. Chiều dài của nó là 23. Rồi mã 26 130. Tiếp theo là mã 27 là cờ lê này của Asahi, cờ lê vòng này nha. Thì cái cờ lê này của Asahi nha các chị, nó có số 10 và 13 Japan. Đó, ngàm đồ cũng còn đẹp lắm nha. Cái này hoạt động ok nha các chị. Đó, 10 và 13 của Asahi Japan. Lắc qua lắc lại. Đó, có tự động như vậy. Cái này thì chiều dài của nó là 14 năm. Mã 27 100.
Tiếp theo là mã 28 là một cái cờ lê mở nhanh này của KTC nha các anh chị. KTC số của nó là 12 nha. Da ben thì cái đầu này lục giác của nó là 12 nha các anh chị. Lục giác 12 cũng còn đẹp, nó có tác xe nhẹ nhẹ nha các anh chị. KTC 12, lục giác 12 á. Đây đó. Ngàm đồ đẹp này. Cái lọ này nó bự á đó. Răng ngàm đồ còn ngon lành hết. Nó chỉ có bị tác xe nhẹ nhẹ chút xíu thôi. Cái này chiều dài của nó là 14 nha các anh chị. Mã 28 100. Tiếp theo là mã 29. Là một cái mỏ led mini này. Mỏ led mini này của Igo mới tinh ha. 100mm. 100mm thì rất là nhỏ nha các anh chị, mình lưu ý nha. À, dài hơn ngón tay em chút thôi. Japan, Igo Japan ha. Thì cái miệng của nó này mới tinh như vậy luôn nha các anh chị, không có trài xước gì hết. Đây phần ngàm. Ngàm đồ ngon lành luôn, không có bị trài xước ha. 100mm rồi mã số 29, 100.000 luôn. Tiếp theo là mã 30. Là một cái cam mỏ led này của Fujiya. Mỏ led này để cho các anh chị mình làm điện nước rồi cũng ngon lành lắm nha. Cái miệng nó rộng cực kỳ luôn. Nó ngắn mà rộng cực kỳ. Mà cái lọ này là thép cứng á, không có rưa lắc nè. Cái cây này nè, khi các anh chị mình đãi vô nè, để em đãi vô hết cho các anh chị mình xem. Đó, anh tức của nó. Nó có cái răng chống trượt này nha các anh chị, nên nó hở hở như vậy ha. À, rồi, em quay ra cho các anh chị mình xem. Không có rưa lát gì, cứng cáp lắm nha. Đây hình thức của nó đây. Thì em sẽ đo nha, chiều dài của nó là 18 nha các chị, còn cái miệng mở rộng của nó tới 55. Đó, miệng mở rộng hay cỡ là 55 nha các chị. Thì cái loại này là loại miệng mở rộng dữ lắm. Fujiya. Trăng ngàm được còn đẹp luôn này. Nó có cái chữ này. Đâu là bên này nè. Đúng rồi nè, nó để từ 50, 55 nè, không, không tới đây tới 50 nè. Nó cũng có trầy trài nha các chị, còn cái phần này là phần răng của nó, trang chống trượt ha. Trời mã 30, 208 nha. Tiếp theo là mã 31. 31 là một cái bộ dao này. Bộ này là bộ mà để các anh chị mình bỏ 6 lưỡi dao nha các anh chị. Thì nó hơi... cái thằng nhôm của nó hơi đen đen chút xíu nè. Cái này khi các anh chị mình muốn lấy lưỡi thì mình sẽ nhấn cái nút này xuống nè. Đó, mình đẩy cái này lên. Đó, mình lấy cái này ra. Và mình sẽ bỏ vô đây là 6 lưỡi, một mỗi lần là bỏ 6 lưỡi nha. Thì các anh chị nè, mình có nhiều bỏ nhiều, không có một lưỡi cũng được ha. Còn cái khay này là nó đựng 6 lưỡi nè. Đó, mình đẩy vô và mình khóa nó lại như vậy. Rồi, kéo xuống. Thì cái khay này là nó tự lấy lưỡi được nha các anh chị. Tự lấy lưỡi được ha. Đây. À, lấy lên. À, lấy lưỡi được. Mình sẽ bỏ 6 lưỡi và nó tự lấy lên được ha. Rồi. Còn nó đi kèm với cái này. Đi kèm với cái hộp lưỡi dao này gồm có là 9 lưỡi nha các anh chị, 9 lưỡi mà có mấy lưỡi trắng sáng đẹp á. Đó, mấy lưỡi còn mới tinh à, còn mấy lưỡi là nó bị ẩm ẩm á, nó đen đen như vậy nha, nhưng mà chưa sử dụng hết nha các anh chị. Là trong cái hộp này còn 9 lưỡi nè. Rồi cái bộ này là mã 31 nha, 150.000 nha các anh chị. Mã 31 150. Tiếp theo là mã 32 là một cái vít này. Cái này để nối vít nha các anh chị, Sun Black Japan. Đó, mình để mở nối vô. Nối vít vô rồi mình mở trong góc như vậy. Cái này là nó không có truyền động, nó không có quay đâu nha. Đó. Cái này là bên này 6.35 ly và bên này cũng gắn mũi vít 6.35 ly hay cái cán vít gì đó để các anh chị mình gắn vô mỗi mình xài á. Tay dụ như mình nối nè, đó mình nối nè, mình muốn mở góc góc như vậy thì mình sẽ quay và quay theo tay thôi nha các chị, chứ còn không có, nó không có quay tròn tròn ở trong này đâu á. Trà mã 32 100 á, cho cái này nối vít này Sun Black Japan. Mã 32 100. Tiếp theo là mã 33, cũng cái này, cũng cái tay nối vít này nha các anh chị. Tay này thì của Sun Black này, 6.35 ly
và ra cái mũi vít này cũng 6.35 ly luôn nha các chị. Mũi này mũi hai đầu có pH 2 và trừ 6 luôn, còn mới đẹp. Cây này mã 33 nha, 120.000. Chiều dài của nó là 20 nha các chị, chiều dài 20, mã 33 120. Tiếp theo là mã 34 là một cái cây vít này của KTC á, Dương 3. Mũi còn mới tinh như vậy luôn. Cắn cũng ok nha các chị, KTC Dương 3. Đó, mũi đẹp này. Đây, KTC Japan. Rồi cây này là Dương 3, mũi còn mới tinh. Chiều dài của nó là 27. Mã 34 100, tiếp theo là mã 35. Nó có 4 cây đục chốt này nha các chị, 4 cây. 4 cây đục chốt này, nó có gồm có là số này. Số 3 nha các chị, đục chốt số 3. Cái này là số 4, số 4 đây. 34 nha các chị, này cái đầu của nó cũng còn ngon lành lắm nha. 34 này, cũng còn đẹp nha các chị, cái này là 5 này. Tất cả của KTC ha. 3456 nha các chị, đó 6 này. Hình thức của nó là KTC hết, đầu rồi cũng còn ok. Rồi 3456 này là mã 35 nha các chị, 330.000 cho 4 cây đục chốt. Mã 36 là một cái cây sủi. Cây sủi này của Tajima thì mình gắn cái lưỡi sủi là 10 sen nha các chị. Cái phần gắn lưỡi sủi này là 10 sen này, còn cái phần chiều dài của nó là 20. Cắn rồi cũng còn ok hết ha. Đó khi mình mở ra này, mở này ra và mình để lưỡi dao sủi vô. Rồi mã số 36, 107. Tiếp theo là mã 37. Có cái bộ này á, bộ này đầu khẩu dài nhưng mà nó tất cả đều KTC nha. À quên, nó có số 10 là của, để em lấy số 10 của KTC luôn. Nãy còn số 10 của KTC không ta? Số 10 của KTC nha các chị, hãy nói gì ạ? Số 10 này của KTC nha các chị, cái đầu khẩu của nó dài nè. Đó, đầu khẩu dài hết nha. Thì cái đầu này là số 7 nè, số 8 nè. 7, 8 và 10. 7, 8, 10, 12, 13 nha các chị. 7, 8, 10, 12, 13. Thì nó tất cả KTC nhưng mà có hai mẫu nha các chị. Một mẫu này và một mẫu này. Đó thì cái này là lục giác này. Bốn cái cục này lục giác ha. 7, 8, 10, 12 lục giác của KTC hết. Nhưng mà hai cái mẫu khác nhau một chút thôi. Rồi số 13, 14, 17. 13, 14, 16 nha các anh chị. Thì đầu bông 13, 14, 16 đó. Đầu còn đẹp hết nha. Có cái nó hai mẫu thôi. Rồi 17 và 19. 17 và 19 mới tinh luôn á. Cái đây đầu bông, ở đây lục giác này. Cái cục này dài nhất là 7 sen nha. Rồi cái cục này tất cả là 2, 4, 6, 8, 9 cục nha các anh chị. 9 cục 470.000. 470 nha các anh chị. Mã số 37, 470.000. 37, 470. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị buổi chiều vui vẻ ạ.